Hi, xin chào các bạn trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn và mình là Mr. Fish. Thì hôm nay thì mình trở lại với chú cá rồng mới của mình các bạn. Chú cá rồng Blue Highback là cá rồng nền xanh các bạn. Cá rồng cao lưng nền xanh. Thì sau 3 ngày các bạn. 3 ngày thì thả cá vào hồ thì mình đây là ngày đầu tiên mình sẽ cho cá ăn. Hiện tại thì mình quan sát các bạn thấy là cá là tình trạng rất là sung các bạn ha. Đó, nó không có cảm giác là nó lạ người nữa và bơi rất ung dung. Thì hôm nay thì mình sẽ cho cá ăn để test xem cái độ sung của nó các bạn nha. Đây là thử ăn đầu tiên của em đó các bạn. Cho ăn sò cút thơm quá. Mình cho ăn dế và sâu. Hôm nay cũng thử cho cá nó ăn cái tôm luôn. Các bạn có thể thấy là cá ăn rất là sung các bạn nha. Thì khi mà chúng ta thả cá đúng cách đó, thì cá của chúng ta nó sẽ rất sung. Các bạn có thể thấy ha. Đang chứng minh cho các bạn thấy là cái việc thả cá rất là quan trọng. Nhiều bạn báo với mình đó là em thả cá đúng cách, đúng quy trình. Nhưng mà không hiểu sao cá của em nó vẫn nhát, nó không sung. Nhiều khi nó bỏ ăn cả tuần lễ, hai tuần lễ luôn các bạn. Thì các bạn có thể thấy là cá của mình là sau 3 ngày các bạn nhé. Sau 3 ngày thì đã ăn sung như vậy rồi các bạn. Đó, hôm nay là mình sẽ test cho các bạn xem. Rất là mạnh mẽ các bạn ha. Đấy, như là quất nhiều hết. Nãy giờ là sâu dế rồi các bạn, bây giờ mình sẽ thử cho nó ăn tôm các bạn nhé. Các bạn thấy không? Quất liền luôn á. Chứ không cần phải nói nhiều đâu các bạn. Rất là sung. À, rất là tuyệt vời các bạn. Các bạn có thể thấy việc thả cá rất là quan trọng các bạn ạ, và chất lượng nước nữa. Sung căng luôn các bạn. Ai có thể là đối thủ của nó, chiếm ngự cả vùng trời các bạn. Cá mà nó sung như vậy thì mới đã các bạn. Nhưng mà nó yếu yếu, nó nằm đáy thì rất là chán. Đấy các bạn thấy. No rồi các bạn.
mình cho ăn như vậy thôi các bạn. Trong ngày hôm nay thì cho ăn như vậy thôi, một lần thôi các bạn. Đây là cái buổi đầu tiên của cá rồng, ra là chúng ta nên cho ăn một cử thôi, ăn vừa no là được. Và ngày hôm sau mình cũng sẽ cho ăn một cử, và tới ngày thứ ba thì khi mà cá đã hoàn toàn bình thường các bạn, nói chung là nó thích nghi được cái thức ăn mới đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cá ăn ngày hai cử, và ăn vừa phải các bạn ha. Cá rất là sung các bạn. Và các bạn cũng chú ý cho mình như hôm trước mình có nói các bạn ha, cái giai đoạn này là đối với những con dòng kim long như thế này á, thì chúng ta nên sử dụng đèn trắng, sử dụng phông trắng, nền phông trắng để nó leo màu. Và cái thứ hai nữa là đèn, trong giai đoạn này thì đèn chỉ đủ ánh sáng thôi các bạn, ánh sáng vừa phải thôi để cá chúng ta nó không bị stress và nó có đủ ánh sáng để nó sinh hoạt phát triển, chứ chúng ta không cần phải ánh sáng quá mạnh các bạn nha. Ánh sáng quá mạnh sẽ ảnh hưởng cá rất là dễ bị sẹo mắt, thứ hai nữa là bị stress và nó không tốt cho con cá của mình các bạn nha. Nó còn nhỏ quá mà, nên chúng ta sử dụng ánh sáng vừa phải các bạn. Wow, các bạn thấy nó sung không? Tấn công những cá khác luôn á. Ok, clip của mình chia sẻ như vậy thôi. Thì chủ yếu clip này để cho các bạn xem được cái tình hình của con cá. Khi mà chúng ta thả đúng cách thì cá chúng ta sẽ rất là sung. Đó. Và cũng cái quy trình đó là sau khi thả cá 3 ngày thì mới cho ăn các bạn ha. Đừng cho ăn quá sớm các bạn. Đừng cho ăn quá sớm thì khi đó con cá nó cái hệ tiêu hóa của nó chưa thích nghi được môi trường mới đó. Mà chúng ta cho nó ăn thì nó cái hệ tiêu hóa của nó sẽ không tốt. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Các bạn nào thấy hay thì nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn.